Theo tiết lộ của biên kịch và nguyên tác, phim Khánh Dư Niên 2 sẽ có kết thúc bằng việc cặp đôi chính kết hôn. Điều này ngay lập tức đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều với khán giả. Hiện Khánh Dư Niên 2 đang là bộ phim truyền hình Trung Quốc được khán giả quan tâm. Phim liên tiếp lập nhiều kỷ lục về cả rating, các chỉ số nhân vật. Dù vậy, phim cũng gặp không ít tranh cãi về góc quay, sạn. Trong các tập mới, phim vẫn tập trung phát triển tình tiết xoay quanh nam chính Phạm Nhàn, Trương Nhược Quân thủ vai, đặc biệt mối tình Phạm Nhàn, Lâm Uyển Nhi, Lý Thấm thủ vai được khán giả quan tâm. Trước đó, người xem có phần chán nản vì vai diễn của Lý Thấm khá ít đất diễn trong phim, cách xây dựng nhân vật này cũng không thú vị, thậm chí nhạt nhòa. Điều người hâm mộ quan tâm hiện tại là sau cùng, mối tình của cặp đôi có đâm hoa kết trái hay không. Theo tiết lộ của biên kịch Vương Quyền, đạo diễn của phim, Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi sẽ kết hôn, hai người trao nhau lời thề nguyện cảm động. Cuối cùng, sau mọi thăng trầm, cặp đôi cũng đến được với nhau. Đồng thời, biên kịch Vương Quyền cũng tiết lộ phim sẽ kết thúc ở phần 3, không cần đợi 5 năm sau mới ra mắt như Khánh Dư Niên 2 vì anh đã viết xong kịch bản. Còn trong nguyên tác, Phạm Nhàn có tất cả 5 người phụ nữ, Lâm Uyển Nhi là chính thê và có một con trai với Phạm Nhàn. Ngoài ra, Phạm Nhàn còn có 2 người con với 2 người phụ nữ khác là Tư Tư và Đậu Đậu. Nhưng trong phần 1, ngoại trừ mối tình với Lâm Uyển Nhi thì các mối tình còn lại đều bị lược bỏ. Cho đến hiện tại, việc phát triển tình cảm của các nhân vật vẫn chưa được thể hiện rõ nét. Tuy nhiên, một điểm trùng khớp giữa nguyên tác và kịch bản đoàn phim xây dựng là cặp đôi chính đến được với nhau. Có thể để tạo tính bất ngờ mới mẻ cho khán giả, đoàn phim sẽ lược bỏ đi chuyện tình của nam chính với các phụ nữ khác. Một mặt nhằm giảm các tình tiết dườm già cho tác phẩm, mặt khác giúp khán giả tập trung vào chuyện tình cảm của cặp đôi chính nhiều hơn. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng việc lược bỏ khiến bộ phim bị rời rạc, rời xa nguyên tác ban đầu của tác giả. Được biết, Khánh Dư Niên chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Miêu Nị, bộ phim xoay quanh cuộc đời của thiếu niên Phạm Nhàn, Trương Nhược Quân. Phần 1 của Khánh Dư Niên tập trung khai thác từ năm Phạm Nhàn 15 tuổi, cha của Phạm Nhàn là Phạm Kiến, mời một cao thủ sử dụng độc dược dạy cho Phạm Nhàn biết những chiêu thức dùng độc cũng như võ công. Sau 4 năm, tài sử dụng độc dược của Phạm Nhàn tăng cao, cùng lúc đó nhiều vụ án xuất hiện ở Kinh Thành. Phạm Nhàn đến Kinh Đô để điều tra chân tướng, vượt qua nhiều khó khăn thử thách với sự giúp đỡ của bạn bè, trải qua cuộc đời với đủ mọi cung bậc cảm xúc, giúp Phạm Nhàn càng thêm kiên định với ý chí ban đầu của mình. Khánh Dư Niên được yêu thích nhờ kịch bản có chiều sâu, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Phim còn khiến khán giả thích thú với phong cách kể chuyện hài hước. Dàn diễn viên tham gia trong phim đều là những nghệ sĩ kỳ cựu của giới giải trí Hoa ngữ như Trần Đạo Minh, Ngô Cương, Lý Tiểu Nhiễm, Tân Chỉ Lôi, Trương Nhược Quân, Quách Kỳ Lân, Lý Thấm, Tống Dật. Đồng thời, phần 2 cũng sẽ có sự tham gia của nhiều gương mặt mới như Vương Sở Nhiên, Mao Hiểu Đồng, Kim Thần, Vương Hiểu Thần, Du Phi Hồng, Quách Tử Phàm, Tất Ngạn Quân, Ninh Lý. Bên cạnh đó, phần phim này cũng có nhiều sự chuyển đổi vai diễn như diễn viên đóng vai Ngôn Băng Vân từ Tiêu Chiến sang Ngô Hạnh Kiện, vai Diệp Linh Nhi từ Hàn Cửu Nặc sang Kim Thần, Mao Hiểu Đồng vai Công Chúa Bắc Tề, Vương Sở Nhiên vai Tang Văn. Trương Nhược Quân, diễn viên đóng vai chính Phạm Nhàn tiết lộ nhân vật của anh sẽ gặp nhiều khó khăn trong phần 2. Trong quá trình đóng phim, anh cũng học hỏi được các nghệ sĩ lớn tuổi hơn như Trần Đạo Minh, Vu Dương.